quý vị, bộ phim Trường Phong Phá Lãng do Vương Nhất Bác và Lý Thấm diễn chính đã chính thức phát hành Affix đầu tiên. Bộ phim hiện đã có trên ứng dụng iQIYI và chỉ chờ ngày công chiếu. Ngay sau đó, nó đã được xếp hạng trong danh sách tìm kiếm top 4. Sức hấp dẫn thị trường của Vương Nhất Bác rất mạnh mẽ. Vương Nhất Bác đã cập nhật Weibo của mình về bộ phim. Cách tốt nhất để vượt qua trò chơi là có một chiến lược hoàn chỉnh và câu đố đã được giải quyết. Tôi là Ngụy Nhược Lai. Xét từ huy hiệu trên ngực áo của Vương Nhất Bác cho thấy anh ấy sẽ vào vai một nhân viên ngân hàng quốc gia. Huy hiệu đó là biểu tượng của Ngân hàng Trung ương của Chính phủ Quốc gia Nam Kinh vào thời điểm đó. Ngân hàng này được thành lập vào tháng 11 năm 1928, trụ sở chính của nó đặt tại Thượng Hải. Những video trong ngày khai máy của bộ phim cũng đã được tung ra. Vương Nhất Bác cực kỳ khí chất trong đoạn video ngắn. Nội dung của bộ phim đề cập đến cuộc chiến tài chính để bảo vệ nguồn tiền quốc gia. Phim nhận được sự mong chờ cao của người hâm mộ. Trong thời gian gần đây, Vương Nhất Bác đã tham gia nhiều bộ phim với nhiều dạng nhân vật khác nhau. Tuy các bộ phim anh ấy tham gia đều có chủ đề khác nhau, nhưng chúng vẫn có điểm chung. Các bộ phim của Vương Nhất Bác trong thời gian này đều không tập trung chính vào tuyến tình cảm trong phim. Nó chủ yếu khai thác cuộc sống chính nghĩa của nhân vật chính trong một phạm vi của đời sống thực và tuyến tình cảm chỉ là yếu tố phụ trong phim. Hướng đi của anh ấy đang tập trung vào chủ đề chính thống. Vào ngày 20 tháng 9, người hâm mộ cũng bắt gặp anh chàng tại một khu nghỉ dưỡng ở ven biển Hồ Bắc. Ngoài đoạn video lọt vào khung hình phát sóng trực tiếp của một blogger, thì cư dân mạng còn chia sẻ một video khác. Trong video này, Vương Nhất Bác xuất hiện trong trang phục đen, dáng người thật đáng kinh ngạc. Cách anh ấy bước đi thực sự khí chất, chỉ là đi bộ bình thường và đặt tay lên eo, nhưng trông anh ấy giống như người mẫu trên sàn catwalk. Chi tiết đặc biệt khiến tôi phải bật cười, đó là hành động quay người nhìn lại của Vương Nhất Bác. Anh ấy không hổ là mắt ưng hoành điếm. Vương Nhất Bác quay người lại và nhìn thẳng vào người đang ghi hình mình. Không biết khi đó người quay video cảm thấy thế nào. Phải thừa nhận rằng, Vương Nhất Bác có dáng người và tỷ lệ cơ thể thực sự chuẩn. Chỉ là đi bộ thông thường, cũng không nhất thiết phải đẹp trai như thế chứ.